chào. Bạn có phải là người yêu thích khu vườn xanh, mát, đầy hoa và cây cối? Bạn muốn dành thời gian thư giãn trong một ốc đảo yên bình ngay tại chính ngôi nhà thân yêu của bạn. Nhưng đôi lúc, việc duy trì vẻ đẹp đó đòi hỏi nhiều công sức, đặc biệt là tưới nước thường xuyên. Hôm nay, hãy cùng cây xanh Đại Phúc khám phá một công trình thực tế mà chúng tôi đã thi công để hiểu lý do tại sao hệ thống tưới tự động chính là giải pháp hoàn hảo cho khu vườn biệt thự của bạn. Hệ thống tưới tự động như một người bạn thầm lặng, âm thầm chăm sóc khu vườn của bạn, mang đến sự an tâm và mảng xanh tươi mát. Bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc quên tưới cây nữa, sẽ không còn sợ những bông hoa của bạn trong khu vườn bị thiếu nước mỗi khi bạn đi chơi xa vì đã có hệ thống tưới tự động hỗ trợ. Và tất nhiên là bạn giải phóng thời gian quý báu để chăm sóc bản thân và gia đình. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh lượng nước tưới dựa trên điều kiện thời tiết và loại cây, đảm bảo cây luôn đủ nước mà không bị lãng phí, vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa bảo vệ môi trường, thật tuyệt vời phải không nào? Hệ thống hoạt động đơn giản, chỉ cần cài đặt thời gian tưới, bạn có thể tận hưởng khu vườn xanh mát mà không cần lo lắng nhiều. Hãy tưởng tượng, sau một ngày dài làm việc, bạn trở về nhà và được thư giãn trong khu vườn xanh mát, mơn mởn. Đó là cảm giác tuyệt vời mà hệ thống tưới tự động mang đến cho bạn. Đừng lo lắng về sự phức tạp. Quy trình thiết kế và thi công hệ thống tưới tự động được cây xanh Đại Phúc diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp đấy. Kỹ thuật của chúng tôi sẽ khảo sát khu vườn để đánh giá kích thước, loại đất và vị trí cây trồng. Dựa trên khảo sát đó, hệ thống được thiết kế riêng đảm bảo nước tưới tới từng gốc cây mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Quá trình thi công diễn ra gọn gàng, sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vườn. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, các kỹ sư sẽ lắp đặt các vòi phun ngầm hoặc đặt ở những vị trí khuất tầm nhìn, đảm bảo sự tinh tế cho khu vườn. Sử dụng các kiểu dáng đầu phun đa dạng phù hợp với từng khu vực cây trồng, giúp nước tưới đến đúng vị trí. Ví dụ, vòi phun mưa nhẹ nhàng cho hoa hồng và vòi phun tia mạnh cho thảm cỏ. Bạn hoàn toàn có thể cá nhân hóa hệ thống tưới tự động theo ý thích. Lựa chọn bộ điều khiển thông minh cho phép điều chỉnh thời gian, lượng nước. Thiết lập các chương trình tưới riêng biệt cho từng khu vực, đáp ứng nhu cầu của các loại cây khác nhau. Hệ thống tưới tự động là giải pháp hoàn hảo giúp bạn tiết kiệm thời gian, đảm bảo nguồn nước và giữ cho khu vườn biệt thự luôn xanh tốt, đa, tràn đầy sức sống. Để tìm hiểu thêm về các giải pháp tưới tự động cho khu vườn của bạn, hãy liên hệ với cây xanh Đại Phúc thông qua số điện thoại 0822 669 779. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và thiết kế hệ thống phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.